Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh Facebook Vùng Dâu xin giới thiệu qua một số mẫu đồng hồ của Liên Xô nổi tiếng như Bonzot hay là Raketa hay là đồng hồ vàng Lux. Thì mình xin giới thiệu qua một số mẫu đồng hồ nổi tiếng. Đây là số mẫu đồng hồ quả quýt của Raketa. Toàn bộ được bọc vàng và dây cũng bọc vàng của Liên Xô. Rất là độc đáo. Tiếp theo là mẫu Bonzot 29, size mặt 35 và bọc vòng AU20, máy automatic. Đó, rất đẹp, hàng còn nguyên hộp. Tiếp theo mẫu vẫn là mẫu 29, Bonzot 29, máy auto lịch lux còn nguyên tang. Đây là hai mẫu bôn ruốt đời mới của Nga, hộp sổ giấy tờ, mặt màu vàng mỡ gà rất đẹp, lên góc 3 giờ. Và mẫu tiếp theo vẫn là mẫu 29 bôn ruốt nguyên hộp sổ cả giấy tờ, tất cả hàng nguyên giấy tờ cả bên dưới đó là giấy tờ, rất là hiếm săn lùng. Và đây là mẫu 29 vàng đúc ở lịch lộc, vàng đúc năm 83 14K, 29 hộp sổ giấy tờ. Đó, một số mẫu. Đây là Pol 22 cảm nhận. Vẫn là Pol Zos Vandu 29. Đây là dây chuyền Gloria Pol Zos 17 23 Pol Zos 23 Pol Zos 17. Vẫn là 29 hộp sổ. Và đây là một chiếc vàng hồng máy 3133 hàng nguyên hộp sổ giấy tờ. Đó, siêu đẹp. Đây, một cách tổng quan cho mọi người nhìn thấy rất nhiều mẫu đẹp. Mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ với Facebook của Hồng Dâu nhé. Số điện thoại là 096 99 666 12. Đó, chiếc đồng hồ săn lùng rất là có tìm, và nguyên hộp sổ giấy tờ. Ok, xin chào tất cả mọi người đã xem clip này.